giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm Tập 4 Các vị bằng hữu Chúng ta tiếp tục chương trình của buổi học lần trước Chúng ta đã nói Việc tham nhập giáo huấn của Thánh Hiền Có 8 chữ rất quan trọng Đó là nhất môn tham nhập Trường kỳ huân tu Cái chữ tham nhập này Cũng đã nói rồi Nhất định là Sau khi đã chân thận hiểu được thì nỗ lực mà thực hiện mới có thể giải hành tương ưng vào thời đại nhà đường bạch cư vị tiên sinh rất ưa thích việc học phật có một lần ông đi lên núi để thình giáo với một vị cao tăng là thiền sư điểu khoa Sau khi ông lên đến nơi thì nói với vị thiền sư đó Thiền sư học Phật như thế nào? Thiền sư đã nói với ông tám chữ Chư ác Mạc tác Chúng thiện phụng hành Đoạn hết thầy ác Làm hết thầy lành Sau khi nói ra tám cái chữ này Bạch cư dị liền cười lên ha ha Ông nói Con nít 3 tuổi cũng biết Thiên sứ đáp lại ông một câu Ông lão 80 làm không nổi Cái đạo lý đến con nít 3 tuổi cũng được biết Mà rất nhiều người sống đến 80 tuổi vẫn chưa làm được cho nên câu chuyện này đã nói với chúng ta hợp vấn thật sự quan trọng nhất Là có thể nỗ lực thực hiện có thể áp dụng như vậy học được ngàn dạng câu không bằng làm một câu cho nên chữ thâm nhập này đích thực còn phải có cái công phu nỗ lực thực hiện thì mới có thể thâm nhập mà chúng ta dẫn dắt trẻ nhỏ cầu học vấn cái điểm này nhất định là từ lúc mới bắt đầu thì phải thiết lập cho tốt nếu như mới bắt đầu bạn không chú trọng dễ hành tương ưng thì đứa trẻ học càng nhiều kinh điển Sẽ càng cho mình là đúng Cho nên phạm việc gì Cũng phải thận trọng lúc bắt đầu Khi bắt đầu mà đúng Thì toàn bộ việc học của nó sẽ đúng Lúc mới bắt đầu mà sai Thì muốn kéo trở lại cũng không dễ Vì thế có thời gian tôi đã từng đi đến thẩm quyến Đúng lúc đó Đứng lớp dạy một buổi cho lớp Gồm các em lớn trong trường mẫu giáo Tôi vừa bước vào Tôi liền nói với các bạn nhỏ Này các em Hôm nay thầy sẽ dạy đệ tử quy Các em nhỏ lập tức đồng thanh trả lời Thầy ơi Cái đó chúng em đã học qua rồi Chúng em đều thuộc rồi Mới 6 tuổi Tiếp theo tôi liền nói với các em Tôi nói chúng ta học kinh điển Cái quan trọng nhất chính là Phải là một con người có đạo đức Học là một con người có đạo đức có học vấn tiếp đến tôi liền viết ra một chữ đã viết một chữ đạo lục thư trung quốc tạo chữ đều đem cái trí huệ triết học cuộc sống hàm chứa vào trong đây là một cái chữ được lập từ kiểu chữ hội ý chúng ta hãy xem một chút một chữ thủ một chữ tổ nằm ở bên cạnh vì thế học vấn cái quan trọng là gì là đi là phải thực tiễn cho nên người mà có đạo đức chính là người trước tiên có thể nỗ lực thực hiện có thể thực hành mới là người có đạo đức các vị tiểu bằng hữu điều nào bằng đã làm được rồi vốn là ngẩng đầu rất cao vừa nghĩ đến câu nói này câu nói nào đã làm được rồi thì lập tức đã cúi đầu xuống Nghe câu đầu tiên mà thế nào Đều làm không được Cha mẹ gọi trả lời ngay Các vị xem trẻ giỏi bây giờ Lần đó tôi nói 7-8 tuổi thì đã giỏi tranh luận với cha mẹ rồi Người bạn của tôi nói Cần gì đến 7-8 tuổi 4-5 tuổi thì đã rất lợi hại rồi Đâu đến 7-8 tuổi cho nên bạn xem Chúng câu đầu tiên còn làm chưa được Vì thế cái thái độ cầu học vấn của chúng Lúc bắt đầu thì đã không có nỗ lực thực hành Kỳ thực trẻ nhỏ đều rất dễ dàng Chỉ cần bạn nói mà khiến chúng có thể tính phục Chúng sẽ có thể tiếp nhận Cho nên hôm đó Trong số ấy có một đứa trẻ Khi viết vào nhật ký đã viết là Thầy Thái hôm nay đã dạy chúng tôi đề tử quy Thầy Thái nói Đề tử quy là học để mà làm theo Chứ không phải để học thuộc lòng Nó đã viết lại cái điều đó Ngoài ra còn có một đứa trẻ nữa Bởi vì tôi đã dạy nó một tiết về đề tử quy Trong đó có một câu là Sáng phải thăm tối phải giếng. Nghĩa là buổi sáng hay là buổi tối đều phải thăm hỏi cha mẹ, khiến cha mẹ yên lòng và quan nghĩ. Thế là cách mấy hôm sau có một đứa bé gái đã đứng trước cửa phòng của cha mẹ nó. Cha mẹ vừa bước ra thì liền cúi chào và nói: "Ba mẹ xin chào buổi sáng. Tối hôm qua ngủ có ngon không ạ?" À? Cha mẹ nó liền lập tức gọi điện thoại cho trường mẫu giáo: "Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cha mẹ là rất có sự cảnh giác Rất có sự nhạy cảm Biết được đứa con có thay đổi nhất định là do nhà trường vậy Lập tức tìm hiểu mới có thể phối hợp chặt chẽ với thầy cô giáo Gia đình và nhà trường hợp tác Thì vậy đứa trẻ sẽ rất tốt Cho nên chúng ta dẫn dắt trẻ nhỏ Cầu học vấn nhất định phải đặt vào cái vị trí cho thật chính xác ngay lúc bắt đầu Cho nên nhất môn thâm nhập Dựa vào việc Là phải gắn làm Và thêm học văn Tiếp đến trường kỳ huân tu Chúng ta vừa nói đến trường kỳ Không phải làm một ngày Rồi đi nghỉ một ngày Như vậy không được Khổng Phu tự nói Ngày ba ngày không đọc sách Khí chất đều lui sụp Khổng phu tử mà còn bị lui sụp Vì chúng ta ba ngày không đọc sách sẽ như thế nào Chúng ta không cần nói ba ngày không đọc sách Có thể từ mình lúc mà vẫn còn đang ngồi đó đọc Địa tử quy Nhìn thấy con cái có một số hành vi không tốt Bạn thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng la bắn rồi Trong lúc vẫn còn đang đọc kinh thư Mà tính khí không tiết chế được thì bắt đầu nổi cơn thịnh nộ Nói thịnh nộ xong đột nhiên quay trở lại Mình mới nãy còn đang đọc địa tử quy mà Cho nên Chúng ta hiện nay Cái nền móng đều khá là kém Chậu nói nhân quý tự tri Bản thân có mấy cái tính Hai mặt phải tự mình biết Vì vậy chúng ta bây giờ Mà bỏ kinh thư xuống Thì mặt mũi liền trong đáng ghét Đã biết được cái căn bản của chúng ta không tốt Thì phải nên nỗ lực tinh tấn nhiều hơn Cho nên kinh điển của Thánh Hiền Thì ngày ngày đều không thể ngừng xem Đều phải huân tu Vì vậy Tôi đã bóc cho rất nhiều thầy cô giáo Một thang thuốc đồng y Mà thang thuốc đồng y này là trị đến tận gốc Và còn trị đến phần ngọn nữa là thang thuốc gì vậy? Đó là sống tối độc tùng một lần để tử quy Sống tối độc tùng một lần Đảm bảo ba tháng sẽ thấy hiệu quả Tuyệt đối sẽ khiến bạn cảm thấy đạo đức học vấn Nâng cao rất nhanh Phải kiên trì trong ba tháng Các vị bằng hữu có thể làm được mời Dơ tay Ít như vậy sao? Còn cũng có rất nhiều bằng hữu dơ tay Sau khi dơ tay thì phải cố gắng làm để tử quy nói Phạm nói ra tính trước tiên Nói được phải làm được Kỳ thực chứ gì bằng hữu Không phải tôi muốn gây áp lực cho các vị Đạo đức học vấn của một con người Có thể thành tựu hay không Nhất định không phải là dựa vào người khác ép các vị Đều phải dựa vào bản thân mình Chủ động nỗ lực siêng năng Nhất định phải làm như vậy Mới có thể thành tựu vì tại vì sao phải sớm tối đọc một lần Đọc vào thời gian buổi sáng Là nói với mình Tất cả hành vi việc làm hôm nay nhất định phải làm theo những giáo huấn Trong đề tử quy Buổi tối tan ca tan học trở về Lại đọc một lần Quán chiếu một chút Phản tỉnh một chút Hành vi việc làm hôm nay Có làm được như trong đề tử quy Nếu như có chỗ nào còn chưa làm được nhanh chóng thay đổi nhanh chóng sửa sai đã làm được rồi thì duy trì cho được cho nên buổi sáng nhắc nhở bản thân một lần buổi tối phản tỉnh bản thân một lần chúng tôi tại hải khẩu có một vị giáo viên đã chân chánh làm được rồi ngày hôm đó lúc mà ông đi lên lớp Lần đầu tiên tôi còn nhớ rất rõ ràng Là Tết Nguyên Tiêu Bởi vì hôm đó có vị giáo viên gọi điện để nói Thầy Thái à, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu Có nên nghỉ học một ngày hay không? Có nên hay không? Cầu học vấn không thể thường xuyên nghỉ học Tôi liền nói với anh Anh làm cha có thể nào nói với đứa con là Hôm nay ta không là cha Ta nghỉ phép một ngày được không? Bạn là một người cha Đạo đức học vấn mỗi ngày Một tăng trưởng Thì mới có thể giúp ích mọi mặt Cho con cái của bạn Là một người làm thầy Đạo đức học vấn mỗi ngày Một tăng trưởng Thì mới có thể thật sự thành tựu học sinh Bạn ngưng một ngày Chúng sẽ sao nhãn một ngày Cho nên học tập không thể gián đoạn Vì thế ngày hôm đó Có hiện tượng rất tốt Tết nguyên tiêu mà cũng ngồi đầy cả rồi Trong đó có một cô là họ hứa Cô làm việc tại một ga hàng không ở Hải Khẩu Cô không phải là giáo viên tuyến đầu Thế là ngày hôm đó lúc cô nghe giảng xong Tôi cảm thấy rất nghiêm túc Mắt không nhìn quanh chăm chú lắng nghe Tôi thường giảng tới một câu chuyện về các thánh hiền nhân Cô lập tức cầm bút lật sổ nhanh chóng ghi chép lại Giả lại còn sớm tối nhất định đều đọc qua một lần Ba tháng sau đó Cô bước đến trước mặt nói với tôi Thầy Thái à Học vấn thánh hiền tốt đến như vậy Không thể chỉ có tôi và con cái của tôi được lợi ích Tôi muốn trở về quê hương để triển khai đệ tử quy Thúc đẩy giáo dục Đức Hạnh Chỉ ba tháng Cô đã đề khởi dụng khí trở về quê dạy học Bởi vì cô quả thật rất lão thực Nói làm sao thì cô làm như vậy Cho nên cô thường nói Mỗi lần mà cô sắp phạm sai lầm Trong cái quyển kinh văn đệ tử quy Lời nhường nhịn Tức giận mất Đột nhiên muốn cãi nhau với người khác Liền thấy kinh văn xuất hiện Những khi mà tương tác với cha mẹ Cha mẹ gọi trả lời ngay Khi mà cái khẩu khí này Sắp có khả năng không còn ổn nữa Thì lập tức kinh văn sẽ giống như một bụi tên được bắn đến Cho nên Tính cảnh giác rất là cao Cho nên cô tiến bộ cũng rất là nhanh vì thế mới có thể chỉ sau có ba tháng ngắn ngủi Để trở về quê của mình để dạy học Cho nên cô đã làm nên sự lập định chí hướng Làm đến việc học tập trọng thực hành Học tập phải lão thật Khi cô phát ra cái nguyện này Khi mà muốn trở về quê hương để dạy học Rất nhiều thầy cô giáo đều rất sẵn lòng Đem một số kinh nghiệm quý báu Vô tư mà nói với cô Trung tâm chúng tôi cũng đem rất nhiều loại sách Rất nhiều câu chuyện thánh hiền tặng cho cô Cho nên người có thiện nguyện Thì trời cũng giúp Khi bạn chân thật Phát cái tâm chân thành muốn đi làm một cái việc tốt Bạn không cần lo lắng Rất nhiều sự trợ giúp sẽ đi đến Cho nên vị giáo viên này Đích tiếp thực thực đã làm được đến Trường kỳ huân tu Huân là giống như bạn cầm gỗ đàn hương chà lên quần áo thì quần áo này sẽ rất là thơm nếu như mỗi ngày bạn đều hương thì mùi hương sẽ càng ngày càng thơm đậm tu là chỉ tu chính tu chính ở chỗ nào tu chính trong mỗi một vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống Tu chính trong những vấn đề nhỏ nhặt nào của cuộc sống Bắt đầu tu chính từ trong cách nghĩ cách nhìn Cách nói Và cách làm Của chúng ta Thí dụ trong đệ tử quy đói Người có lỗi chớ dạch trần Khi mà người ta có khuyết điểm Có sai lầm Không nên thường thường đem những sai lầm đó Đi khắp nơi nói với người khác Nếu như việc này có liên quan tới danh tiết của họ Thì sẽ khiến người ta rất đau khổ Việc riêng người không nên nói Đó chính là cách nói của chúng ta Phải nên có thể lợi ích cho người khác Chứ không phải tổn hại người khác Chúng tôi có người bạn nói Người này nói Mấy tháng nay tu học sâu sắc nhất Chính là cái câu nói này Người có lỗi chớ dạch trần Việc riêng người không nên nói Bởi vì hồi trước nói chuyện thị phi của người khác Đã quen thói rồi Cho nên trong chốc lát vẫn còn thấy thật khó sửa Cho nên thường thường họ những lời này Còn chưa nói ra Thì cái câu nói người có lỗi Chớ dạch trần này liền xuất hiện vì vậy kỳ thực chúng ta tu chính lỗi lầm của bản thân thì tu từ đâu tu từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống đây được gọi là trải sự luyện tâm khi thật sự gặp phải một sự việc xem là chính mình có phải đã y giáo phụng hành có phải có thể đề khởi được cái tư duy chính xác thì gọi là trải sự luyện tâm trải sự luyện tâm đây là chúng ta nói đến nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu vì chúng ta đã xác lập được cái thái độ học tập chính xác bao gồm phải lập chí bao gồm phải cố gắng làm và cả thứ lớp của việc học nhất định phải nắm cho được chính xác tiếp theo chúng ta hãy mở quyển sách giáo khoa ra mở ra trang thứ nhất chúng ta chính thức đi vào sự giáo hướng của lão tổ tông cùng nhau nghiên cứu thảo luận cùng thâm nhập những giáo hướng này là từ thời đại nghiêu thuấn truyền thừa một mạch cho đến thời đại chúng ta cho nên vô cùng thấu đáo Chúng ta trước tiên hãy đọc đoạn văn này qua một lần Chuẩn bị đọc Trung Quốc có lịch sử lâu đời đến năm ngàn năm Dân tộc Trung Hoa có thể duy trì mấy nghìn năm Mà không bị thế giới đào thải Chắc chắn là do giáo dục văn hóa truyền thống Đã sản sinh ra một cái sức mạnh to lớn Người xưa từ sớm đã có những kiến dạy thấu đáo trong lệ ký Kiến quốc quân dân giáo học vi tiên Công sau cùng Trong đoạn văn này là ở trong lễ ký Học ký Của chúng ta đề ra Kiến lập một cái quốc gia Thống trị nhân dân Sự việc nào là quan trọng nhất Giáo dục quan trọng nhất Dạy học quan trọng nhất Giáo dục tư tưởng thánh hiền Hết sức quan trọng Chúng tôi vào tháng 7 Trên cả nước đã chín lần mở lớp giáo viên Dạy và học Về kinh điển cho thiếu nhi Mỗi một kỳ thời hạn là 5 ngày Kỳ đầu tiên thì được tổ chức tại Hải Khẩu Tôi còn nhớ là ngày 13 tháng 7 Đúng vào lúc ngày 11 tháng 7 Trên bầu trời Hải Khẩu Đã xuất hiện 8 ngôi sao mà tám cái ngôi sao này Nhìn giống như là đang trên cái tòa nhà cao tầng Của các bạn Cảm thấy rất gần Thế là ngày hôm sau trên báo đã đưa tin Tôi bình thường không có xem báo chí Bởi vì lúc bình thường giảng bài Thì đã rất bận rộn Có một vị giáo viên đã cầm tới tờ báo này Đem đến cho tôi xem Anh nói tôi hãy xem tám ngôi sao này Tất cả học giả thiên văn đều tìm không ra kết quả là mấy giờ sau thì không còn thấy nữa tôi chỉ nhìn thấy tám cái ngôi sao này lập tức nghĩ ngay đến bác đức ở trong giáo dục đạo đức của tánh hiện chúng ta cho nên tôi lập tức nói là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ giờ đúng tám ngôi sao cái gì bạn hữu chúng ta suy nghĩ một chút vấn đề của tất cả xã hội hiện nay chỉ cần đem tám cái đạo lý này về cho tốt áp dụng tốt thì không có gì gì là không thể giải quyết chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ đều là do không dạy tốt tám cái chữ này tám chữ này mà dạy tốt thì xã hội thái bình quốc gia an định cho nên xác thực là giáo học vi tiên mà quan trọng nhất chính là phải dạy trẻ nhỏ là một con người có đạo đức Chúng ta xem đoạn kế tiếp Chuẩn bị cùng đọc Đáng tiếc là Trong mấy trăm năm trở lại đây Do nhiều nguyên nhân, giáo dục, văn hóa truyền thống Trung Quốc Gặp phải sự phá hoại chưa từng có Cần chúng ta phục hồi cứu giảng gấp tại mọi nơi ở Trung Hoa bởi vì trải qua thực tiễn xã hội trong mấy nghìn năm đã chứng minh sự ưu tú của giáo dục văn hóa truyền thống đích thực là một lực lượng anh hùng mạnh để duy trì xã hội an định hòa bình là cơ sở cho sự phồn vinh hưng thịnh của đất nước có thực dân hóa truyền thừa mấy nghìn năm qua cũng đã khai phá ra rất nhiều thời kỳ hoàng kim của văn hóa trung quốc mà mỗi lần thịnh thế điều là do đã chú trọng giáo huấn của thánh hiền, đất nước mới hưng thịnh an định như vậy. Cho nên giáo huấn của thánh hiền chúng ta đều trải qua sự ấn chứng suốt mấy nghìn năm, chứng thực, xác thực. Với gia đình, với xã hội, với quốc gia, đều là sự chỉ đạo vô cùng chính xác mới có thể kéo dài mấy nghìn năm không mất. Trong buổi học chúng ta cũng đã vừa mới nhắc đến Nhà Thanh Bởi vì tuân theo giáo huấn Thánh Hiền Cho nên Khang Hy ung chính càng long Khang càng đều thịnh thế Và cũng là do Trong và sau những thời kỳ đó Không còn chú trọng Giáo huấn Thánh Hiền Cho nên đất nước liền từ từ suy yếu trở đi Cho nên các vị bằng hữu Gia đình chúng ta cũng được Công ty chúng ta cũng vậy Muốn có thể phát triển Cho thật tốt Gia đạo có thể truyền lại Đoàn thể có thể hưng dưỡng Cũng nhất định phải từ đạo đức mà làm Từ học tập giáo huấn của Thánh Hiền mà làm Như này rất quan trọng Chúng tôi tại Hải Khẩu Tại Thẩm Quyến Đã tiếp xúc rất nhiều doanh nghiệp Thì họ hiện giờ cũng đều từ đệ tử Huy mà bắt đầu học tập có một vị hiệu trưởng trường mẫu giáo nêu ra bà nói lúc trước vào dịp ngày của mẹ bà không hề nhận được hoa gì cả thế bà vào dịp ngày của mẹ năm nay trong văn phòng của bà chất một đống hoa đều là các giáo viên trong trường mẫu giáo tặng cho bà cho nên giáo viên có sự tiếp nhận giáo huấn thánh hiền liền hiểu được mà cảm ơn sự quan tâm và sự dung dế của người lãnh đạo hiểu được phải hồi báo phải báo ân cho nên hiệu quả đều rất là rõ rệt bởi vì con người quả thật là cần được sự nhắc nhở mỗi một con người đều có cái đức tính thiện lành này chỉ cần chúng ta chịu dậy chúng đều nhất định có thể chăm chỉ mà học chúng ta xem đến đoạn tiếp theo chuẩn bị cùng đọc trong văn minh vật chất ngày nay những điều dạy của người xưa cũng không hề bị lỗi thời bởi vì chân lý trí huệ là vĩnh hằng tuy cũ mà luôn mới cũng như mặt trời tuy là xưa cũ nhưng mỗi ngày thường mới nó không những mang sự sống cho nhân loại còn mang đến ánh sáng và hy vọng Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Giống như ánh sáng ấm áp Chiếu khắp mọi nơi Đem đến cho nhân loại hạnh phúc mỹ mãn Ở đây đã nói Giáo huấn của thánh hiền chúng ta Cũng giống như là mặt trời vậy Tuy cũ mà luôn mới Tuy cũ luôn mới Cho nên giáo huấn của thánh hiền Tuyệt đối không thể vì thời đại đã khác Mà không thích hợp bởi vì chân lý bản thân đó là trường tồn cho nên dấu hướng thánh hiền của chúng ta là một sự so sánh thì giống như cái cây cổ thụ năm ngàn năm phần thân của nó đã đứng thẳng năm ngàn năm đứng giữa đất trời mà không ngã mà nó cứ mỗi một năm lại đều mọc ra thêm những cành cây mới cành nhánh mới của mỗi năm Đều thích ứng với thời tiết Của khoảng thời gian đó Với ánh sáng không khí và nước Trong khoảng thời gian đó Và mọc thêm ra những cái mầm non mới Không đồng điều Vì thế văn hóa Trung Quốc Là cái thân cây này không có thay đổi Nhưng ở tại mỗi thời đại Đều có thể thích ứng được với cuộc sống của thời đại đó Và mọc ra từng lớp Từng lớp lá tươi mới Rực rỡ Chúng ta học tập văn hóa truyền thống Phải nắm được cái thân và nhánh này Cũng chính là việc nắm được cái bản chất của văn hóa Chứ không phải chỉ là học cái nghi thức bên ngoài mà thôi Nhất định phải nắm được cái bản chất Bạn mới có thể kế nhập giáo huấn của Thánh Hiền Lấy một thí dụ Ngày xưa khi nhìn thấy Hoàng thượng thì phải hành lễ cái gì? Là tam quỳ củ khấu mà cái lễ tam quỳ củ khấu này Là một cái lễ nghi Bản chất của nó là gì Chúng ta phải từ trong này để lý giải Để suy nghĩ Lễ là nghi thức Mà kính Là bản chất của nó Cho nên nói lễ kính Lễ kính Vì lễ lễ kính với hoàng thượng bởi vì ngài mỗi ngày phải lo liệu cho đất nước mỗi ngày đã vì phúc lợi của dân dân mà nỗ lực cho nên cái tấm lòng này đáng để cho chúng ta cung kính tôn kính vì thế ngày xưa là lấy tam quỳ cụ khấu để mà bày tỏ cái tấm lòng cung kính đối với hoàng thượng bây giờ cần có thể dùng cái cách này nữa không thí dụ bạn gặp được thủ tướng ở sân bay lập tức quỳ xuống trước mặt ông ông sẽ hỏi việc này là từ ngôi trường nào mà dạy vậy, vậy? Sao lại vậy như thế này chứ Xã hội không thể tiếp nhận được nữa rồi Cho nên Bây giờ cái lễ tôn kính nhất là cái gì Là cúi chào Ba lần cúi chào Đã là quá kính lễ Cho nên chúng ta học phải nắm cho chặt cái bản chất Phải trọng bản chất Không nên chỉ trọng hình thức nếu không bằng mà đi tuân thủ cái phép tắc của thời nhà Thanh Thì đầu tóc phải như thế nào Thắt lại thành một biếm tóc Vì thì không hợp thời Nhưng mà bây giờ đều không còn lễ rồi Vì thế mỗi một người bản thân đều có cách riêng của họ Cái xã hội này thì có vẻ rất loạn Bây giờ Cả tang lễ cũng không biết được phải làm thế nào mới là chính quy có số người theo cách châu Âu Có số người dùng cách của Mỹ Có số người theo cách Trung Quốc Thậm chí là thời nhà Minh, nhà Thanh Chẳng qua chỉ cần có cái tâm thương tiếc Cung kính Cái bản chất này Vẫn coi như chưa bị lệch hướng Thời gian tôi đang về về để tử quy Thì có một vị giáo viên đã gọi điện thoại cho tôi Anh nói Giáo huấn Thánh hiền cũng có dư thừa hiện tại rất nhiều người cầu học vấn chướng ngại là ở chỗ này đều còn chưa thâm nhập học vấn thánh hiền thì đã phê phán thánh hiền nhân trước rồi như vậy thì có cách nào để học được điều gì đó hay không không có anh vừa không lão thật vừa không tin tưởng phê phán phê phán là khi chúng ta hiểu biết hơn họ thì mới có thể phê phán họ vì chúng ta phê phán thánh hiền nghĩa là học vấn chúng ta còn cao hơn cả thánh hiền cho nên bây giờ còn có cái gì là phê phán tôn giáo học Tôn giáo học là giáo huấn của tính hiền nhân Đông Tây Phương Vậy chúng ta là người phàm mà gọi đi phê phán Vì vậy ngạo mạn không thể sanh trưởng Hãy ngạo mạng thì đã ngăn cách bởi một lớp mạc Với học vấn thánh hiền Không thể xuyên qua được Đương nhiên chúng ta cũng không thể vì vậy mà nói Anh không thể nào phê bình Như thế họ có thể tiếp nhận hay không Họ không thể tiếp nhận Cho nên tôi liền nói Xin thỉnh giáo một chút Câu nào là dư thừa Chúng ta vẫn là phải có lễ phép Câu nào xem là dư thừa Vì giáo viên này lập tức nói Sáng phải thăm Tối phải diễn Là dư thừa Sớm tối thăm hỏi Là dư thừa Tôi tiếp Liền tỉnh giáo anh ta Tại vì sao anh cảm thấy câu này là dư thừa Vì giáo viên này nói Buổi sáng hỏi một lần Buổi tối lại phải hỏi một lần Một ngày phải hỏi hai lần Thật quá phiền phức Có đạo lý hay không? Hiện tại mỗi một người đều có cái lý lẽ như anh Tôi không có nói thẳng với anh ta là anh sai rồi Nói như vậy Anh ta cũng không thể chấp nhận Tôi đã khai thông cho anh một cái quan niệm Tôi nói cha mẹ thời thời khắc khắc đều nghĩ tới con cái tục ngữ nói nước mắt đứa con xa quê ngàn dặm không bằng chút lòng cha mẹ nhớ con đích thực vẫn có những đứa con hiếu nơi quê xa ngàn dặm còn biết tự nhớ tới cha mẹ còn biết rơi nước mắt bất cập cao đường Nghĩa là không bằng một chút lòng thương nhớ Con cái của cha mẹ ở quê nhà Và luôn luôn liên tục Chúng ta làm con cái nhớ đến cha mẹ Trong tiếng của Đài Loan có một câu nói Phụ mẫu đông tử trường lưu thủy Nghĩa là cha mẹ nhớ con cái Thì giống như là nước vậy Dòng nhỏ như chảy dài không có đứt đoạn nhưng mà tư tưởng phụ mẫu Thụ vĩ phong Con cái nhớ cha mẹ thì giống như một cơn gió Thổi ào qua một cái thì hết rồi Lâu lâu lại thổi qua một cái Rồi lại thôi Cho nên chúng ta so sánh sự quan tâm Của cha mẹ đối với chúng ta Thì thật không có cách nào so sánh Cho nên tôi tiếp đến liền nói với các vị giáo viên này Tôi nói cha mẹ tưởng nhớ Mỗi giờ mỗi phút như vậy Có một số người mẹ vào lúc giữa mùa thu và mùa đông Bởi vì nhiệt độ có sự biến đổi rất lớn Nhiều khi có thể lúc ngủ và nửa đêm Chênh lệch lên tới 3-4 độ C Cho nên người mẹ sợ đứa con đập mệnh ra Có thể đến nửa đêm sẽ bị lạnh Cho nên người mẹ đắp cái mệnh thật là mỏng Vì sao vậy? Đến lúc nửa đêm trời lạnh quá Thì làm mẹ tỉnh dậy Sau đó sẽ nhanh chóng để mà đắp mền lại cho con khi mà tôi nói đến cái đoạn này rất nhiều người mẹ đã gật đầu mà nói họ cũng làm như vậy không phải chỉ có một người mẹ mà làm như vậy cho nên người mẹ đến cả lúc ngủ mà cũng là đang nghĩ đến con cái cho nên khi buổi sáng chúng ta thức dậy đi dấn an đối với cha mẹ ba mẹ chào buổi sáng tối hôm qua ngủ có ngon không ạ à? cha mẹ vừa nhìn thấy cái trán của con đã sáng lên Nghĩa là ngủ được đủ giấc Hôm qua đã ngủ ngon Họ nhìn thấy thì rất yên tâm Hơn nữa mới sáng sớm mà bạn biết đi dấn an họ Tâm tình của họ rất là vui Chỗ đói người mà vui thì tinh thần sảng khoái Còn có chuyện gì khiến cha mẹ được vui hơn Là một người con có hiếu Cho nên bạn vừa hỏi thăm cha mẹ Thì biết được bạn ngủ rất ngon không cần bận tâm gì bạn nữa Buổi tối trở về Thì lại nhanh chóng đến hỏi thăm cha mẹ Cha mẹ nhìn thấy hôm nay tinh thần cũng tốt lắm Nghĩa là ở trường học hành Có sự chăm chỉ Ở trường cũng không có xảy ra mâu thuẫn với bạn bè Cho nên nhìn thấy thì họ cũng rất yên tâm Cho nên chúng ta chỉ cần sớm tối hỏi thăm Thì có thể khiến cha mẹ giảm thiểu rất nhiều sự lo lắng Cho nên chúng ta thân phận làm con Vì mặt kinh tế Vì nhiều mặt trong cuộc sống còn chưa có đủ năng lực để giúp cha mẹ Cho nên chúng ta thân làm con Thì ít nhất phải làm giảm bớt sự lo nghĩ cho cha mẹ Sau khi tôi chỉ dẫn như vậy xong Thì vị giáo viên này liền nói Thầy Thái à Dân hóa Trung Quốc thầy học cũng không tệ Anh liền không còn tiếp tục phê bình Cái câu này là dư thừa nữa Anh ta vừa nói như vậy Tôi lập tức liền nói Không có, không có, anh quá khen rồi đương nhiên là tôi không có phỏng cái mũi lên người ta vừa khen tặng bạn cũng không thể quên ngay kết quả gì giáo viên này rất lợi hại lập tức đáp trả tôi như là bắn súng đại liên vậy hỏi tôi dùng nhập anh nói thầy thái bản thân thầy cũng còn chưa làm được bởi vì anh biết được tôi đã rời xa quê nhà đến hải khẩu thúc đẩy văn hóa Trung Quốc anh nói bản thân thầy cũng còn chưa làm được sáng phải thăm tối phải giếng mà người đọc sách chúng ta sợ nhất người khác bảo chúng ta nói một đằng là một nẻo sợ nhất là cái này anh vừa hỏi như vậy quả thật tôi cũng không lúng túng tiếp theo tôi nói rõ với anh ta tôi nói nếu như hiện tại bây giờ tôi buổi sáng hỏi một lần buổi tối hỏi một lần mẹ của tôi sẽ bắn tôi bà sẽ nói tôi con không biết điện thoại đường dài đắt lắm hay sao cho nên chúng ta cầu học vấn không thể khô khan được, phải thật linh hoạt. Chúng ta dấn an sớm tối quan trọng nhất là khiến cha mẹ yên lòng. Bạn dấn an sớm tối mà khiến cha mẹ lại lo lắng, bạn tốn nhiều tiền như vậy, vậy thì đã đi ngược lại cái bản chất rồi. Cho nên chúng ta là người lớn rồi, điều thực sự có thể khiến cha mẹ yên lòng, tuyệt đối không phải một ngày bạn gọi điện thoại ba lần hay là năm lần, khiến cha mẹ yên lòng nhất là cái gì vậy? là đạo đức học vấn của bạn đối người xử thế tiếp vật thật sự có thể khiến họ tin tưởng đó mới là thật sự không khiến cho cha mẹ bận tâm cho nên phải trọng bản chất không thể chết cứng trong hình thức đương nhiên từ nhỏ hiểu được vấn an sớm tối thì đây là một cái thói quen vô cùng tốt cho nên bản chất là như nhau là quan tâm đối với cha mẹ là khiến cha mẹ không lo lắng nhưng mà trong cách làm thì có thể mỗi người mỗi khác cho nên tôi thì cố định mỗi một tuần gọi điện thoại về nhà một lần mẹ của tôi vào những thời gian đó bà bà nghe được tiếng điện thoại treo thì cảm ứng được mà nói là con trai của tôi gọi đấy mỗi một tuần đều gọi có những khoảng thời gian nhớ mẹ quá ba ngày đã gọi về cho mẹ thì mẹ sẽ ngạc nhiên vui mừng lắm mẹ nói mới ba ngày thì con đã gọi về rồi vì thế đây chính là nói chúng ta nắm cho được bản chất của đó để vận dụng sự giáo huấn của tánh nhiệt mới có thể ở mỗi một cái thời đại trong mỗi một cái trạng thái cuộc sống mà vận dụng cho được thật linh hoạt tên đó phát huy để khiến cha mẹ vui lòng khiến cho tất cả những thân hữu này của chúng ta tiếp nhận đều có thể cảm nhận được bề dày của nền văn hóa truyền thống được rồi chúng ta xem tiếp đoạn tiếp theo các vị bằng hữu hãy đọc một lần chuẩn bị đọc giáo dục thánh hiền trong truyền thống chúng ta có thể ngược dòng về 4.500 năm trước đời đời tương truyền từ thời đại hán dụ đế thậm chí đã lấy học thuyết nho giáo để xác lập chính sách giáo dục cái chính sách giáo dục này liên tục được giữ gìn duy trì cho đến hơn nửa thế kỷ 20 mà không thay đổi Cho đến những năm 70 mới dần dần bị đem ra phế bỏ Một mạch đứng ở địa vị chủ đạo và lãnh đạo giáo dục truyền thống Rốt cuộc đã dạy chúng ta những gì? Được rồi Truyền thừa hơn 4.000 năm mà không bị mất nhất định có cái đạo lý của nó Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái đạo lý này Chúng ta lật đến trang thứ hai Nhìn thấy có hai hàng chữ Đã bao hàm cái trọng điểm của giáo huấn thánh hiền Chính là đạo và đức Đạo đức Thế nào là đạo? Chúng ta cùng đọc hàng chữ này qua một lần Chuẩn bị đọc Nhận biết cái quy luật vận hành siêu dược thời không của đại tự nhiên là cái con đường quy luật vận hành đại tự nhiên chỉ cần là dạng vật ở trong cái đại tự nhiên này đều có cái việc để tuân theo chính đạo của nó có người cũng là dạng vật mà thành tự nhiên cũng có việc tuân theo chánh đạo chúng ta nhìn thấy những tinh cầu ở trong vũ trụ quỹ đạo và cách xoay quanh của nó có cố định hay là không có cho nên ngôi sao thì có quỹ đạo xoay quanh của nó Nếu như trong chính hành tinh lớn Hôm nay đột nhiên Hải Dương Tinh nói Tôi không muốn xoay chuyển như thế này nữa Tôi không làm nữa Tôi muốn đổi 90 độ được hay không? Nếu như nó đổi 90 độ Có thể một ngày nào đó Báo sẽ đưa tin Hai hành tinh lớn đã tông vào nhau rồi Cho nên tinh cầu Có chính đạo của nó Người và người với nhau thì cũng có cái chính đạo này Gọi là luân thường đại đạo Đạo của người chúng ta là ở cái học vấn Đối xử giữa người với người với nhau Gọi là luân thường đại đạo Là ngũ luân đạo Vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bằng hữu Đây gọi là ngũ luân Của luân thường đại đạo một khi ngũ luân này có thể vận hành được một cách bình thường nếu có thể tuân theo quy luật tự nhiên Thì cái ngũ luân này sẽ không có xung đột Ngũ luân hòa thuận với nhau Khi mà cái ngũ luân này không còn tuân theo quy luật tự nhiên nữa Không còn tuân theo giáo huấn thánh hiền Thì quan hệ của ngũ luân này sẽ như thế nào? Sẽ gia chạm xung đột nhau Cho nên bây giờ quan hệ ngũ luân của chúng ta là những hành rất hòa thuận Vui vẻ hay là thường hay gia chạm thường hay xung đột hiện tượng của xã hội ngày nay là như thế nào thường thường đều có xung đột chúng ta thấy mới quan hệ vợ chồng đã xung đột rồi quan hệ cha con đã xung đột rồi mà còn không phải xung đột nhỏ bây giờ thì cha giết con con giết cha thường thường đều có nghe thấy lại đến quan hệ vua tôi thì như thế nào hiện nay cũng hết sức nguy kịch rất nhiều nơi thường thường đều có chuyện tất cả công nhân bao nhiêu công ty lại xin hỏi bao nhiêu lại rồi họ sẽ có được cái lợi ích gì hay không có hay không hiện tại con người làm việc không có lý trí bản thân muốn làm thế nào thì làm như thế đó đến sau cùng thì cả hai bên đều bị thiệt thòi cho nên con người đích thực là không đủ lý trí không đủ sự giáo dục thánh hiền Chúng ta xem một chút Anh em đối xử nhau có tốt hay không? Rất nhiều người là Cha mẹ Lúc qua đời còn chưa được chôn cất xong Thì anh em đã bắt đầu cãi giả Tranh giành tài sản rồi Bạn bè bây giờ cũng không đủ đạo nghĩa Hiện nay giữa người với người Thật sự là không đủ tín nhiệm cho nên nội tâm của người hiện giờ có được an hay không? Không an tâm. Cho nên quan hệ ngũ luân này hiện giờ quá thật là đã lệch khỏi các quỹ đạo chân thật của nó, lệch khỏi chính đạo rồi. Cho nên phải nhanh chóng kéo nó trở về con đường chính. Nếu không thì lệch càng lâu. Đến sau cùng có thể sẽ trở lại được không? Một khi không trở lại được thì như chúng ta đã nói chuyện gì sẽ đến? Ngày tận thế sẽ đến Tốt rồi, các vị bằng hữu chúng ta tiếp tục xem Quan hệ ngũ luân này thì cái luân nào quan trọng nhất Vì bằng hữu này nói là cha con Có gì nữa không Vợ chồng Sao các vị lại hay như vậy chứ Là lão pháp sư nói Ồ, oh, thì ra là sư xuất danh môn Quả nhiên là có lai lịch quan hệ vợ chồng một cái gia đình thì giống như một cái tế bào một cái xã hội thì giống như một cái bộ phận cho nên mỗi một gia đình đều đã khỏe mạnh cái bộ phận này thì khỏe mạnh mà cái hạt nhân chính trong gia đình chính là mối quan hệ vợ chồng rất nhiều người nói là quan hệ cha con tôi nói không có vợ chồng lấy đâu ra cha con không kết hôn thì có sinh con được không Cho nên cái thứ tự này Là trước có vợ chồng Sao mới có quan hệ cha con Khi một đôi vợ chồng Chung sống hạnh phúc Thì bầu không khí của gia đình Sẽ rất là tốt Con cái mà lớn lên Ở trong một cái gia đình tràn đầy hạnh phúc như vậy Nhân cách rất dạng toàn thì nhân cách sẽ kiện toàn. Ngược lại thì nếu như, như từ nhỏ ở trong một gia đình mà cha mẹ thường thường cãi vã đánh nhau mắng qua mắng lại con cái sống trong một cái môi trường như vậy nội tâm sẽ tràn đầy nỗi sợ hãi mà còn thường cảm thấy không được yêu thương cái tâm tình này Hãy khởi vậy thì trong lòng sẽ cảm thấy thiếu thốn trống trải thế là thường không có cảm giác an toàn cho nên nắm được điều gì thì muốn khống chế Muốn chiếm hữu Một khi cái tâm thái như vậy hình thành Cả cuộc đời của nó Sẽ thường cảm thấy đau khổ Không thấy an toàn Vì thế rất nhiều những đứa trẻ lớn lên Từ cái gia đình thường hay cãi giả lộn xộn Có lắm lúc muốn được sớm ngày Rời khỏi cái gia đình này thế là liền đi tìm một người đàn ông để lấy họ lấy chồng rồi thì có giải quyết được vấn đề hay không có thể còn khổ hơn bởi vì họ không có đủ sẵn cái năng lực phán đoán đối tượng tốt họ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng rời khỏi nhà thì tôi có thể hạnh phúc kết quả vừa rời khỏi từ cái nhà này lại đi vào cái một nhà khác mà họ cũng không biết phải làm người vợ tốt như thế nào Làm mẹ ra làm sao Tư cách và những kinh nghiệm để làm người con dâu tốt Vì thế rất có khả năng giai đoạn kế tiếp sẽ còn gian khổ hơn nữa Cho nên quan hệ vợ chồng mà tốt Đối với sự trưởng thành nhân cách một đời của con cái Rất là quan trọng Nhưng mà hình tình huống hiện thực bây giờ Chúng ta cũng phải hiểu được Tỷ lệ ly hôn hiện nay rất là cao cho nên có rất nhiều gia đình trước mắt Đã từng trải qua trạng thái không diễn dạng Cái trạng thái này có thể dạy con cái tốt hay không? Thí dụ như bây giờ là mẹ đơn thân nuôi con Có thể dạy cho con được tốt hay không? Như này đáng để chúng ta phải đối diện với cái tình cảnh này trong cuộc sống Tôi thường hay nói Cuộc đời không phải bạn sinh ra Thì hết thảy đều là dáng cờ tốt để cho bạn chơi vì thì không thấy được công phu của bạn cuộc đời phải nên là một gián cờ rất khó đi đối với bạn nhưng mà mỗi một bước của bạn đều có thể đi được vô cùng sống động để mới chứng tỏ cái công phu của bạn vì vậy đời người không nên sợ vấp ngã chỉ cần bạn chịu đứng trở dậy con cái bạn sẽ nhìn thấy cái lòng thành của bạn sẽ nhìn thấy dũng khí của bạn sẽ từ tận đáy lòng đối với người cha như bạn đối với người mẹ như bạn mà sanh lòng tôn kính tôi có mấy người bạn học rất là xuất sắc người cha và người mẹ của anh đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ họ đều là do người mẹ nuôi lớn mà người mẹ không chỉ phải làm việc để lo cho mọi nhu cầu cuộc sống của họ mà còn theo sát họ trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt nhất Cho nên từ nhỏ đã tràn đầy lòng biết ân đối với mẹ Vì vậy những người bạn học này của tôi Sau khi mà công việc ổn định Để nói người mẹ của họ Mẹ hãy nghỉ hưu đi Chúng con phụng dưỡng cha mẹ là được rồi Vì vậy cuộc sống không sợ dấp ngã Quan trọng nhất là phải dũng cảm đứng dậy Mà bước lên phía trước Nhất định có thể đem tình cảnh xấu của cuộc sống Chuyển thành cái con đường viên mãn cho cuộc sống Cho nên chúng ta sau khi nhận biết Sự quan trọng của mối quan hệ vợ chồng Có thể hiểu được Con cái Cùng cha mẹ Ở trong cái bầu không khí như vậy Mà trưởng thành Thì quan hệ sẽ rất tốt Tôi còn nhớ Khoảng thời gian tôi còn sống chung với cha tôi Đều có rất nhiều những hồi ước tốt đẹp Cha của tôi là người rất nghiêm Như từ việc ông Đối với chúng tôi Và ra sức tới những điều nhỏ nhặt Chúng tôi cũng có thể cảm thấy được tình thương của cha đối với chúng tôi Cho nên tình thương của cha mẹ Đối với con cái tuyệt đối không phải ôm một cái Sau đó đối với đó mẹ thương con lắm Mẹ thương con lắm Không phải như vậy Cha mẹ của người phương Đông đều là quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống Mà giúp đỡ Tôi còn nhớ cha của tôi có những lúc Những lúc buổi tối Ông thường gọi tôi đến Ông nói nào chúng ta cùng đi ra tiệm bách hóa vào một chút nhé Cha của tôi liền cưỡi trên chiếc xe máy Tôi thì ngồi ở phía sau Tôi từng cảm thấy vào cái lúc đó tôi là người rất hạnh phúc Ôm lấy cha của tôi Tôi có thể cảm thấy hơi ấm cái bụng của ông Và cái ấm đó cũng đã khiến lòng tôi rất ấm áp Tuy là cha tôi rất là nghiêm Nhưng mà cũng phải thường khiến cho bạn Cảm nhận được ông cũng rất quan tâm con cái cho nên tôi thường kiến nghị rất nhiều những bằng hữu nam giới chúng ta Tôi nói bạn cùng với con Không phải bảo bạn mỗi ngày phải cùng ở với chúng Một hai tiếng đồng hồ Bởi vì rất nhiều công việc không cho phép Có nhiều thời gian như vậy Nhưng mà chỉ cần bạn có lòng Mỗi ngày 10 phút thì cũng được 10 phút đồng hồ có khó không? Không khó Tôi nói bạn mỗi ngày dành 10 phút Để kể cho con bạn nghe những câu chuyện về bác Đức Mỗi ngày mời ra mấy trăm vị thánh nhân Để dạy dỗ chúng Chúng mỗi ngày sẽ rất hào hứng để mà học Giải lại đầu sẽ ngẩn rất cao Đi đường cũng rất quái Đi kể với bạn học Ba của tôi Hôm qua lại kể tôi nghe Hai câu chuyện về Đức Dục Các bạn có muốn nghe hay không? Bạn học còn tụm quanh lại Để nghe nó kể chuyện Nếu như bạn mỗi ngày không gián đoạn Kể chuyện cho nó nghe Bầu bạn với đó Nó có thể cảm nhận trực tiếp Được cái tình thương yêu của cha mẹ Đối với nó cho nên quan trọng nhất vẫn phải là Có tâm muốn là Con cái của bạn nhất định có thể cảm nhận được Cho nên cha mẹ Phải thân Khi cha con thân rồi Nó đối với cha mẹ sẽ có tâm cảm ơn Cho nên sau khi nó bước ra xã hội Chỉ cần gặp được những người chịu đề bạc cho đó Nó đối với tấm lòng cảm ơn của người ta Liền nảy sinh tự nhiên Cho nên ngày xưa có một câu danh ngôn nói là Trung thần là xuất thân từ nhà có người con hiếu thảo Đi là có cái đạo lý của nó Sau đó vợ chồng hòa thuận Anh chị em chăm sóc lẫn nhau Cho nên thời gian mà tôi muốn bước ra Thúc đẩy văn hóa truyền thống Thì chị thứ hai đã đối với tôi Chị nói mỗi tháng chị sẽ cho em 2.000 nhân dân tệ Em cứ yên tâm mà làm Cho nên tình cảm giữa anh chị em vô cùng tốt Anh chị em mà biết chăm sóc lẫn nhau Giúp đỡ lẫn nhau bước ra kết giao bạn bè sẽ tự nhiên như thế mà biết quan tâm đến người khác sẽ không có vấn đề gì được rồi buổi học hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi cảm ơn mọi người No.